Trong những ngày qua, dư luận xôn xao và lo lắng trước thông tin dầu bẩn Đài Loan tái chế từ nước thải. Các cơ quan chức năng vì thế mà cũng lao vào cuộc truy tìm hai lô hàng thực phẩm có sử dụng dầu bẩn Đài Loan là dưa chuột trộn thịt lợn đóng hộp và sốt thịt cay đóng hộp được cho là đang có mặt tại Việt Nam. Sản phẩm bị nghi chứa dầu bẩn thì chưa tìm thấy, trong khi ngay tại nước ta, giữa thủ đô Hà Nội, các loại dầu ăn tái chế, dầu không rõ nguồn gốc chưa qua kiểm nghiệm vẫn được bày bán và tiêu thụ tràn lan. Xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội, nơi được mệnh danh là thủ phủ của các loại thực phẩm nhái. Không khó để bắt gặp những chai dầu đựng trong vỏ chai nước khoáng như thế này. Hay những can dầu ăn thương hiệu Neptune nhưng không còn phần ni lông niêm phong trên nắp. Rõ ràng, vỏ can dầu Neptune đã được dùng để đựng một loại dầu mà chẳng ai biết là từ đâu. Dầu này bao nhiêu tiền can? 100 ạ. Được mấy lít nhỉ? 5 lít chị ạ. Còn tại nội thành Hà Nội, chỉ cần tinh ý là có thể tìm mua được những chai dầu ăn tái chế, dù chúng thường được giấu giếm cẩn thận. Ba lít dầu ăn này tôi mua chỉ với giá 45.000 đồng. Điều đó có nghĩa là chỉ 15.000 một lít dầu ăn. Và có thể dễ dàng nhận thấy là cái loại dầu ăn này nó rất là đục, không hề trong như những loại dầu ăn mà người nội trợ vẫn thường sử dụng trong gia đình. Ở một nơi khác, dầu ăn không được chia nhỏ để bán nữa mà đựng trong can 20 lít. Tất cả đều là can trắng, không nhãn mác và đương nhiên chất lượng và độ an toàn cũng không ai đảm bảo. Vậy mà mỗi ngày có hàng chục xe thồ đến lấy hàng đi và cung cấp cho khắp nơi. Nhà hàng từ nhà hàng to đến hàng nhỏ, nghĩa là người từ toàn từ nhà hàng lớn này hàng bé này thì người ta cứ lấy hàng nhà chị thôi. Ở ngoài thị trường mà người ta tái chế là dầu được sản xuất ở trong các dây chuyền sản xuất miền liền chiên mì xong rồi một thời gian thì người ta loại bỏ, là vì rằng là trong cái quá trình đun nóng ở nhiệt độ cao thì dầu bị phân giải bởi nhiệt và đặc biệt nó có một cái phản ứng người ta gọi là acrolein, hình thành acrolein. Thì khi hình thành acrolein đấy thì nó là chất độc đang nghi ngờ có khả năng gây những cái bệnh rất là hiểm nghèo như ung thư chẳng hạn, mà đặc biệt là một số cái chất béo nữa nó bị bẻ gãy thì nó tạo thành cái hợp chất anhydride hoặc cetone cũng làm chất độc. Đã không ít lần cơ quan chức năng phát hiện những cơ sở tái chế dầu bẩn bằng hóa chất. Tuy nhiên, do giá rẻ chỉ bằng 1/3 và lợi nhuận cao mà các loại dầu này vẫn tồn tại nhan nhản trên thị trường. Độ tinh khiết của dầu mỡ thể hiện ở màu sắc. Dầu càng trong thì càng tinh khiết. Và rõ ràng, câu chuyện dầu ăn bẩn không chỉ tồn tại ở nơi nào đó xa xôi.